Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, sáng sớm vào ngày hôm nay, trong một bản tin chúng tôi mới cập nhật từ Taiwan News của Đài Loan cho biết, một con đập ở Triệu Quyên, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bất ngờ bị vỡ, khiến 170.000 mẫu lúa gần chín bị lũ nhấn chìm. Cánh đồng lúa trở thành biển nước mênh mông, ước tính thiệt hại sơ bộ lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Hàng ngàn ngôi nhà trong 13 ngôi làng ở huyện Triệu Quyên chỉ còn thấy nóc khi nước lũ bao vây. Trong cùng ngày, trận lũ số 2 trên sông Tùng Hoa, nhánh sông lớn nhất của tỉnh Hắc Long Giang đã hình thành. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua, một con đập ở huyện Triệu Nguyên, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bị vỡ do nước sông dâng cao, khiến khoảng 170.000 mẫu lúa gần chín bị nước lũ nhấn chìm. Dân làng nơi đây cho hay, đó là một con đập ven sông sau khi bị vỡ. Người dân đã vội cứu lúa nhưng giờ đã không cứu nổi nữa, ngập hết cả rồi. Nước ngập cao từ 3 đến 4 mét, một mẫu ruộng là 2.000 nhân dân tệ, tổng cộng 70.000 mẫu đất, tổng thiệt hại sơ bộ lên đến 100 triệu nhân dân tệ. Người dân trong thôn cũng cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão và thời tiết khắc nghiệt khác, lúa bị đổ dạp xuống mặt đất rất nhiều, lúa chín bị ngâm nước lâu ngày sẽ nảy mầm, không thể ăn được nữa. Cư dân mạng bình luận rằng, sắp tới thị trường ngũ cốc có thể sẽ xuất hiện nhiều loại ngũ cốc đã từng bị ngâm trong nước. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc vào ngày hôm qua, do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa và nước ở thượng nguồn khiến mực nước của trạm thủy văn Cáp Nhị Tân trên thượng lưu sông Tùng Hoa dâng cao đến mực nước cảnh báo 118,3 m. Theo quy định về đánh số lũ của các sông lớn trên toàn quốc, thì lũ trên hai sông Tùng Hoa năm 2022 đã hình thành, tỉnh Hắc Long Giang đã đưa ra cảnh báo mưa lũ màu vàng. Cư dân mạng tiết lộ rằng, do mực nước các sông ở tỉnh Hắc Long Giang dâng cao, nhiều ngôi nhà đã bị nước lũ nhấn chìm một nửa. Thành phố Sai Mộc Tư, Hắc Long Giang vào ngày hôm kia đã hứng chịu siêu bão. Đến ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút bớt. Có cư dân mạng bình luận Tập Cận Bình đi thị sát vùng Đông Bắc hiệu ứng rất lớn. Nơi nào không có lũ lụt, ông ấy liền đi đến đó. Kết quả nơi đó, nguyên vốn bình yên lại thành nơi thảm họa ngập tràn. Đúng thật là ngôi sao xui xẻo, cấp vũ trụ quả không sai. Tôi bị điều tra vì đã đăng nội dung thông tin này. Cục An ninh thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã gọi điện yêu cầu xóa ngay Weibo đó đi. Vụ mùa bội thu đã ngã ngũ, thảm họa lũ lụt như vậy còn gì nữa đây? Thực sự sắp hết lương thực rồi. Ngoại hối cũng không đủ để mua lương thực, còn phải chuẩn bị chiến tranh. Liệu năm tới có xảy ra nạn đói lớn hay không? Chính quyền vốn không cần trồng lương thực, chỉ cần viết con số lên mặt báo là bội thu rồi. Trung Quốc tiếp tục đón cơn lũ thứ hai, đưa ra cảnh báo ở nhiều nơi. Trong 2 tháng qua, đã có tổng cộng 126 con sông ở đại lục xảy ra lũ vượt mức cảnh báo, số trận lũ nhiều nhất trong 22 năm. Thời điểm khi thời tiết đang dần chuyển sang thu, Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt. Hôm qua ngày 1 tháng 7, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc thông báo trận lũ số 2 sông Tùng Hoa năm 2023 đã hình thành. Tỉnh Hắc Long Giang đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng. Dự báo trong 3 ngày tới, một số sông vừa và nhỏ ở Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây có thể xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo. Vision Time đưa tin vào sáng ngày hôm nay. Theo tin tức từ trang web của Bộ Tài nguyên nước vào lúc 1 giờ chiều ngày hôm qua, do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa và nước ở thượng nguồn, mực nước của trạm thủy văn Cáp Nhị Tân trên thượng lưu sông Tùng Hoa đã dần lên trên mức cảnh báo 118,3 m so với mực nước biển. Theo quy định về đánh số lũ của các sông lớn trên toàn quốc, thì đây là trận lũ số 2 trên sông Tùng Hoa vào năm 2023 và cũng là trận lũ số 2 của Trung Quốc trong năm nay, đạt mức cao nhất trong 22 năm qua. Trung tâm Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Hắc Long Giang đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng cho đoạn Cáp Mỹ Tân của sông Tùng Hoa vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên nước, lũ lụt ở Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra trong năm nay. Lượng mưa trung bình ở Trung Quốc là 616 mm, nhiều hơn 13% so với cùng kỳ năm trước và nhiều thứ hai kể từ năm 1961. Tổng số 833 con sông trên cả nước đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo,
nhiều hơn trung bình hàng năm là 80%, trong đó 267 con sông có mực nước vượt quá mức đảm bảo và 77 con sông đã quá mức ghi nhận trong lịch sử. Các con sông lớn bao gồm sông Dương Tử, Hoàng Hà, sông Hoài, sông Châu Giang, sông Tùng Hoa và Thái Hồ đã trải qua tổng cộng 21 trận lũ lụt. Đây là con số thống kê cao nhất kể từ năm 1998 đến nay, cao gấp 1,6 lần mức trung bình hàng năm. Tính đến 2 giờ chiều ngày hôm qua, các đoạn từ sông Cầu Đổ Giang đến sông Đại Lại, từ Triệu Quyên sông Tùng Hoa đến Thông Hà và đoạn dưới sông Phù Cẩm đều đang vượt mức cảnh báo. Dự báo trong 3 ngày tới, ở các khu vực phía Nam và Tây Trung Quốc, phía Tây và Trung Giang Nam, phía Bắc Hoa Nam, Hồ Bắc, phía Bắc Sơn Tây, Tây Nam và một số vùng khác sẽ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi có mưa rất to, cục bộ. Phía Tây Nam Trung Quốc bao gồm sông Kim Sa, sông Kiên Giang ở Vân Nam, sông Đô Liễu ở Quý Châu, sông Hồng Thủy và sông Hậu ở Quảng Tây và một số con sông khác có khả năng nước sông tăng nhanh. Một số sông vừa và nhỏ trong vùng mưa lớn thậm chí có thể xuất hiện lũ lụt vượt mức cảnh báo. Kể từ đầu năm tới nay, Trung Quốc liên tục hứng chịu nhiều thiên tai nhân họa, dịch bệnh, lũ lụt, châu chấu, động đất, mưa đá, bão, cháy nổ, nối tiếp nhau và thậm chí cả tuyết rơi giữa mùa hè. Một số cư dân mạng thở dài, hoàng đế trước đây đã phải xuống chiếu biết bao nhiêu lần, trách tội bản thân mới an ủi được thiên hạ, nhưng hoàng đế ngày nay còn có làm được như thế. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết chết biết bao nhiêu người dân vô tội, khiến trời không dung đất không tha. Người người oán trách kiếp nạn đến đâu cũng là thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị trừng trị. Tham vọng thịnh vượng chung của Trung Quốc phai nhạt. Ông Tập đề ra sáng kiến thịnh vượng chung nhằm thúc đẩy bình đẳng xã hội, nhưng Trung Quốc khó hiện thực hóa mục tiêu này khi kinh tế suy giảm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm ngoái liên tục thúc đẩy một chương trình nghị sự quan trọng, được biết đến với tên gọi mục tiêu thịnh vượng chung, nhằm phân phối lại của cải xã hội vì lo ngại rằng một bộ phận nhỏ dân số nước này đã hưởng lợi quá nhiều từ quá trình phát triển bùng nổ của nền kinh tế. Thịnh vượng chung trở thành động lực cho nhiều chính sách của ông Tập. Trong đó có chiến dịch nhắm vào các tập đoàn công nghệ khổng lồ được coi là đã lợi dụng sức mạnh thị trường của mình để gia tăng lợi nhuận. Dù nỗ lực chấn chỉnh ngành công nghệ vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng phần khác của chương trình thịnh vượng chung đang dần trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc trong năm nay đối mặt với tăng trưởng kinh tế chậm lại, buộc Bắc Kinh phải thay đổi ưu tiên chính sách của mình. Năm ngoái, cụm từ thịnh vượng chung dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi trên các phương tiện truyền thông nhà nước, trường học hay trong các bài phát biểu của ông Tập cùng những quan chức chính quyền khác. Trong khi nghị quyết lịch sử được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm ngoái, cụm từ này được nhắc đến 8 lần. Năm nay, trong báo cáo về công tác chính phủ dài 17.000 từ được Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc trước Quốc hội hồi tháng trước, cụm từ này chỉ xuất hiện một lần. Báo cáo ngân sách mới nhất của Bộ Tài chính Trung Quốc không đưa ra các mục tiêu cụ thể để chính quyền Trung ương phân bổ nguồn lực cho chiến dịch thịnh vượng chung. Tại tỉnh Chiết Giang, nơi được coi là địa phương thực hiện thí điểm chương trình, các kế hoạch kinh tế mới ít đề cập đến những chính sách thu hẹp khoảng cách thu nhập. Bắc Kinh cũng đã rút lại một số biện pháp liên quan đến chiến dịch. Tháng trước, chính phủ hoãn kế hoạch mở rộng phạm vi áp dụng một loại thuế tài sản mới có thể tạo ra nguồn ngân sách cho các chương trình phúc lợi xã hội, nhưng vấp phải phản đối của giới tinh hoa và các nhà hoạch định chính sách vì lo ngại nó sẽ đẩy giá trị tài sản xuống thấp. Biện pháp thuế này hiện chỉ được áp dụng thí điểm ở Thượng Hải và Trùng Khánh. Bộ Tài chính Trung Quốc chỉ nêu lý do thời điểm chưa chín muồi để áp dụng rộng rãi chính sách thuế này mà không giải thích chi tiết. Stella Gifanchie, bình luận chuyên về kinh tế Trung Quốc của WSG cho rằng một phần lý do khiến chương trình thịnh vượng chung phai nhạt là bởi các chính sách được ban hành khiến giới chủ doanh nghiệp cảm thấy lo lắng, nhiều người quyết định nằm im thở khẽ, không muốn mở rộng đầu tư kinh doanh, khiến đà tăng trưởng chung bị kìm hãm. Tuy nhiên, ông Tập lại đang rất cần nền kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ phát triển bền vững. Theo các nhà kinh tế học và chuyên gia, thực tế ngày càng cho thấy rõ ràng rằng Trung Quốc khó đạt được mục tiêu thịnh vượng chung nếu không có những thay đổi quyết liệt hơn và có khả năng tạo ra những tác động sâu rộng mà Bắc Kinh dường như chưa sẵn sàng thực hiện. Một trong những thay đổi đó là cải cách toàn diện hệ thống thuế và phúc lợi xã hội. Hệ thống thuế của Trung Quốc được đánh giá là chưa toàn diện, khi gánh nặng thuế chủ yếu vẫn rơi vào những người lao động có thu nhập thấp. Phương án tăng thuế với nhóm người giàu có quan hệ sâu rộng là một thách thức lớn. Về cơ bản, các nhà kinh tế cho rằng hệ thống thuế của Trung Quốc không huy động đủ nguồn lực để tài trợ cho giáo dục, y tế và các dịch vụ khác ở mức giống như trong chương trình nghị sự thịnh vượng chung mà ông Tập nêu ra.
Để giải quyết vấn đề này, các công ty tư nhân và giới nhà giàu buộc phải phân phối lại tiền của. Thuế thu nhập cá nhân ở Trung Quốc chỉ chiếm 1,2% tổng sản phẩm quốc nội GDP so với khoảng 10% ở Mỹ và Anh. Nguồn thu từ các khoản đóng góp an sinh xã hội khoảng 6,5% GDP, thấp hơn mức trung bình 9% của các thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Cụm từ thịnh vượng chung đã xuất hiện ở Trung Quốc từ nhiều thập kỷ trước. Nó được cả hai cố lãnh đạo Trung Quốc là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình sử dụng để mô tả về ý tưởng giảm bất bình đẳng trong xã hội. Song dữ liệu cho thấy bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng tăng kể từ khi nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu mở cửa với thế giới bên ngoài. Ông Tập coi đây là xu thế đáng lo ngại. Năm 2021, 10% người giàu nhất Trung Quốc sở hữu 68% tổng tài sản hộ gia đình, theo Viện Nghiên cứu Bất bình đẳng Thế giới. Các chính sách phục vụ mục tiêu thịnh vượng chung của ông Tập chủ yếu hướng đến kiểm soát những ngành được coi là siêu lợi nhuận hoặc tồn tại quá nhiều rủi ro tài chính mà không có những sáng kiến thúc đẩy đổi mới hay nâng cao cơ hội cho tầng lớp trung lưu và thấp hơn ở Trung Quốc, giới học giả đánh giá. Những quy định chặt chẽ được đặt ra đối với các nhà phát triển bất động sản đã giảm bớt một số rủi ro nhưng lại khiến thị trường trở nên ảm đạm hơn. Động thái siết chặt các công ty công nghệ và công ty dạy thêm làm giảm hành vi độc quyền, nhưng dẫn đến hàng loạt nhân viên của các ngành này bị sa thải, xóa sổ hàng tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường của các công ty niêm yết. Tăng trưởng kinh tế tổng thể chậm lại đáng kể và nhiều chuyên gia cảnh báo Trung Quốc sẽ phải rất khó khăn mới có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5% mà chính phủ đặt ra trong năm nay. Mặc dù các công ty công nghệ và doanh nhân cam kết đóng góp hàng tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến thịnh vượng chung, các nhà kinh tế cho rằng việc làm này không mang tính bền vững giúp thay đổi xã hội lâu dài, trong khi hậu quả từ việc thắt chặt kiểm soát quá mức có thể tồn tại nhiều năm. Khẩu hiệu thịnh vượng chung đã bị một số doanh nghiệp sử dụng nhằm ám chỉ các chính sách được đưa ra nhằm kiểm soát, thậm chí vùi dập hoạt động kinh doanh tư nhân ở Trung Quốc. Victor Shin, phó giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học California, Mỹ bình luận, tôi không nghĩ đó là thông điệp mà chính phủ Trung Quốc muốn truyền tải. Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tháng trước cam kết các quy định tiếp theo trong chính sách thịnh vượng chung sẽ minh bạch hơn. Một số nhà kinh tế dự đoán Trung Quốc có thể hồi sinh chương trình thịnh vượng sau đại hội đảng vào mùa thu năm nay nếu tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh mẽ. Nhưng không rõ liệu ông Tập có ý định thực hiện các bước đi triệt để hơn để hiện thực hóa chính sách này hay không. George Manos, nhà kinh tế học chuyên gia tại Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Oxford, Mỹ và các nhà kinh tế khác cho biết một trong những cách đơn giản nhất để làm điều đó là chuyển thêm nguồn thu sang khu vực tư nhân, nhưng làm như vậy sẽ đi ngược lại với động lực của ông Tập. Kali, giáo sư kinh tế tại Đại học Texas A&M, cho hay một cách tiếp cận khác là áp dụng thuế thừa kế hoặc thuế trên thặng dư vốn đối với cá nhân. Điều này sẽ giúp thu được nhiều hơn từ các gia đình giàu có, song nhiều khả năng sẽ vấp phải phản đối từ dư luận. Các nhà kinh tế khác cho rằng Trung Quốc cần thay đổi chính sách cấp ngân sách cho chính quyền các địa phương. Hiện tại, chính quyền các địa phương có trách nhiệm cung cấp nhiều phúc lợi xã hội, nhưng họ thường chịu gánh nặng nợ lớn và khả năng tự tăng nguồn thu bị hạn chế. Vì vậy, họ có ít động lực thực hiện các chương trình phúc lợi quy mô sâu rộng. Thay vào đó, giới chức địa phương có xu hướng ưu tiên đầu tư vào những dự án mang lại kết quả nhanh hơn, như cơ sở hạ tầng hoặc những dự án được coi là quan trọng về mặt chiến lược đối với các lãnh đạo Trung Quốc, như đạt được mục tiêu độc lập về chất bán dẫn hay tăng cường sức mạnh quân sự. Chuyên gia Shin từ Đại học California, San Diego nhấn mạnh, những thay đổi như vậy liên quan rất nhiều đến chính trị, Manus nhận xét, tôi không nghĩ chính phủ Trung Quốc sẵn sàng áp dụng chúng. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!